Kính thưa quý vị, ngày 26 tháng 12 thì Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết trao giải thưởng cho 14 sáng kiến của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng kiến cộng đồng năm 2018. Đây là năm thứ ba liên tiếp giải thưởng này được tổ chức nhằm tôn vinh những sáng kiến góp phần tạo dựng môi trường sống, sinh hoạt, học tập của cộng đồng dân cư Thành phố Hồ Chí Minh ngày một đổi mới tốt đẹp hơn. Năm nay giải thưởng hướng đến những sáng kiến có tính ứng dụng cao, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực cho các cộng đồng dân cư và có khả năng lan tỏa rộng rãi trong đời sống. Trong số các bài dự thi có rất nhiều sản phẩm mô hình được khởi nguồn và phát triển từ những khó khăn trên thực tế như làm sao để các bài giảng mô phạm trở nên hấp dẫn đối với học sinh? Chế tạo xe chữa cháy mini chống giặt lửa trong những con hẻm nhỏ, sử dụng năng lượng tái chế, chế tạo ra áo chống nắng từ những chất liệu tự nhiên, phát móc khóa có danh bạ khẩn cấp giúp người dân dễ dàng liên lạc với chính quyền, hay thiết kế các robot đơn giản giúp cho người lao động trong các công việc cụ thể như tỉa cây, bóc vỏ trứng cho tôm ăn vân vân. Qua nhiều vòng bình chọn, sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy để tiết học trở nên thú vị, học sinh không nhàm chán của giáo viên Lê Thiên Phúc, Bộ môn sinh và công nghệ trường trung học phổ thông Phú Nhuận đã được xướng tên giải nhất. Các giải nhì thuộc về áo chống nắng đa năng làm từ sơ tre của nhóm sinh viên Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, thiết kế sách lịch sử cấp 3 của học trò trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền chế tạo máy bốc 3.000 vỏ trứng mỗi giờ của sinh viên trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 3 giải 3, 7 giải khuyến khích cho tập thể cá nhân thực hiện sáng kiến.